Tình làng nghề xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Cũng kem cái này bán từ xưa giờ luôn á. Ủa mà chân chân. Hả? Cái này chân làm gì mà lâu quá chân không qua nhà Uy Hoàng chơi à? Trời ơi, nhà chân giờ chuyển thì xa lắm. Mỗi lần qua nhà Uy Hoàng có tiếng đồng hồ luôn. Hôm nay là mẹ kêu đem đồ qua sẵn tiểu đây mấy bữa luôn á. Đồ đâu? Mặn đồ Uy Hoàng luôn. À. Mẹ biết không? Kem này nè, từ xưa giờ ba đứa mình ăn á, nó cũng vậy à, ngon như hồi xưa tới giờ luôn. Ngày xưa là chân thích kem này nhất. Đúng rồi, rất thích loại này luôn á, nhưng mà giờ ăn không còn thích nữa. Nó vẫn ngon như xưa. Thiệt không? Ừ. Cho một miếng à? Đây, ăn nha. Cho miếng nha. Ngon, ngon. Đứng con muốn thử kem của. Mày ra cắn cắn à, cắn cắn à, bớt rồi nữa. Trời ơi, lúc coi. Đúng rồi, đúng rồi. Không ăn giấy nè, không ăn giấy, không ăn giấy, không ăn giấy, một lá hai đồ nữa, một lá hai đồ nữa, một lá hai đồ nữa. Cái này, dưới tóc nè, lùm nào. Con bé nhìn thấy mình kìa. Ủa, Ly. Ly đâu rồi Ly? Đi ra nhà tao đá vào lá giờ. Mà Ly, tướng chưa có nói hết chuyện với Ly mà Ly. Không có Ly lợm vậy đó. Ly. Có. Bạn Tuấn hả? Thì Ai vậy? Quen luôn hả? Thì là Ê, nè, con bé kia. Hả, con nói gì? Con nói gì? Đứng lại. Chờ chút. Trời đất ơi. Hả, con nói gì? Ê, con bé kìa. Hả? Làm gì vậy? Sao? Làm gì vậy? Ướt hết rồi hả? Ủa, cô đuôi cô không nhìn thấy hả? Gì? Mắt mới xịt nước cho người tôi. Trời đất ơi, chị nói ăn nói bậy bạ nha, tôi xịt chịu nào. Tôi xịt con sâu rồi nha. Con sâu trên cây nè, đó, bò đốt dện như xịt cho nó. Ê, tôi không biết cô xịt con sâu nào, nhưng mà chúng còn nhịn nhện nha. Con này không có hiền đâu nghe chưa? Vậy hả? Tôi thấy con mụ kiếm chuyện với tôi lắm đúng không? Gì? Mắc mớ vậy là kiếm chuyện với chị? Ê, nghĩ con này hiền hả? Trời ơi! Hiền quá không? Ôi, rồi chị làm gì tôi? Thách thức tôi hả? Trời ơi, chị nghĩ gì là ai vậy? Trời, gì? Chị làm gì? Trang với Lê sao vậy? Sao vậy? Mà sao mà Trang ức nghẹp ức nghẹp vậy? Con đó nó hỏi con đó kìa. Gì? Mơ có miếng nước mà sốt sắng quá hả? Lo quá hả? Mà Ly làm cái gì kỳ vậy? Tiên Trân xịt nước ướt nhẹp người ta vậy? Rồi sao? Rồi sao vậy? Xin lỗi người ta chưa? Mắc mới vậy xin lỗi. Xin lỗi gì? Ly thiệt tình á. Thôi Trân. Thôi cái gì mà thôi? Nó xịt ướt nhẹp vậy mà Tuấn không thấy hả? Không, tính hiểu Ly. Ly nhưng Ly cũng tốt tính lắm mà tại chắc có sự cố hay sao đó. Sự cố gì? Bỏ đi Trân. Không có bỏ gì hết đó. Bộ Tuấn không nhìn thấy hả? Rõ ràng nó cố tình xịt vô mặt chân mà. Lì em thiệt tình tự nhiên xịt nước người ta làm chi vậy? Tôi xịt con sâu. Ai kêu bích nhô nhô bích đâm đầu vô làm chi? Trời đất ơi. Nó ngang nữa chứ. Nó ngang cái gì? Nghe nè. Tuấn tự xử nghe chưa? Bây giờ không muốn nói nhiều nữa nghe chưa? Tôi vô tôi thay đồ à. Thôi Trân về đi, Trân về đi. Lì thiệt tình á. Lì gì? Bỏ vào chuyện đó đi. Lì. Nghe nha. Mấy bên này không gặp Tuấn liền con nhớ Tuấn không? Nhớ lắm. Nhớ cái đầu anh á. Ly sao vậy? Sao chẳng gì? Ly. Không có Ly lợm vậy đó. Ly. Thiệt tình luôn. Ly, im đi. Nó tạt nước vô mặt nha. Ly. Tâm tư tình cảm con gái khó hiểu. Không lẽ lâu quá mình không gặp, mình không hôn em, em giận mình ta. Biết mà. Biết lâu rồi. Ừ. Vậy đó, có biết gì đâu nè. Một mét. Ê. Hai mét. Ê. Gì?
cái vậy? Gì chị? Cô làm cái gì vậy? Đang đo đường. Nói lại một lần nữa coi. Đang đo đường. Rảnh quá giờ lại ra đo đường. Trời kể tôi hôm chứ. Hôm bữa tạt nước tôi là tôi thay cho một lần rồi nha. Hôm nay bà đặt làm tôi té nè, xương hết tay chân ha. Ai kêu chị lựa chỗ tôi đang làm việc, chị vô nhào vô chi chị La? Ủa rảnh lắm có chuyện gì làm? Đang rảnh mà. Đứng đây này, đó gì? Ê, đừng kiếm chuyện tôi nha. Không hề kiếm chuyện, ai kiếm chuyện với ai trước ngang. Chị muốn gì? Mắc mới gì chưa nắng ra đo đường. Thôi kệ tôi. Mắc cái gì lấy cây cột tôi té. Cái gì? Ai kêu gì nhào vô cái chỗ người ta đang đo làm chi? Nè, Minh Tuấn là đai nâu nha. Con nhịn nhịn là đai đen ba đẳng nha. Rồi sao? Đừng có giỡn mặt với tôi nha, giờ muốn gì? Muốn gì là muốn gì? Tôi muốn quýnh lại đó. Trời ơi, quýnh lại hả? Ờ. Tôi chị luôn á. Chị quýnh tôi không dám quýnh chị hả? Trời ơi. Giờ sao? Sao sao? Một. Một gì? Thách phải không? Còn sao? Hai. Còn sao? Trời ơi con bé này. Bé lộn thiệt hả? Gì? Quýnh lộn thiệt hả? Nè đừng có thách nghe chưa? Rồi sao? Coi nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Tuấn. Cái gì vậy? Chị làm gì vậy? Làm gì quá đánh lộn của tôi? Ủa tôi quýnh Tuấn thì tôi quýnh cô nha. Không sao đâu. Không sao, không sao đâu. Để Tuấn có sao không Tuấn? Tuấn ra. Tuấn mà không đỡ là Trân quýnh lì chết luôn á lì. Mẹ có sao không? Ủa gì vậy? Cái gì ông Sơn vậy hả? Cái đứa là ủa gì vậy? Tuấn bị gì vậy con? Trời ơi, tự nhiên bà nội này quýnh Tuấn của con kìa. Trời đất ơi, sao vậy? Sao làm gì? Dạ. Không, sao không? Chú, dạ, chú. Không sao chú ơi. Cái con... này là con quýnh con lì, tự nhiên Tuấn chen vô. Ủa dạ. Sao tự nhiên mà đánh nhau vậy hả? Dạ, không sao chú ơi. Tại Trân biết võ nhiều, còn lì đâu có biết cái gì đâu. Con mà không đỡ, Trân quýnh lì chết luôn ở đây á. Trời ơi, tự nhiên đỡ. Quýnh lì chết. Ủa mà sao vậy? Sao tự nhiên mày đỡ con chi cho con lì vậy? Con có biết đâu, sao hai người cứ cãi lộn quýnh lộn nhau tối ngày nè. Bên kia kiếm chuyện trước kìa. Có sao không? À, nên đỡ cho con lì hả? Trời ơi, ta đi kiếm được cái hình ba đứa tụi bay nè. Khổ ghê ra, cái lo gì đâu không. Hình ba đứa nè, ba đứa là nhỏ nè, thấy không? Công nhận ba đứa tụi bay nhỏ dễ thương gì đâu. Giờ lớn nhìn ba đứa tụi bay ghét quá. Ủa này là sao? Nè, nhỏ này nè, nó là chị họ của thằng Quy Hoàng. Mà thằng Quy Hoàng là bạn thân với thằng này, hiểu không? Hai em mấy... quên. Ở vậy, đó, ba đứa tụi bay thằng nhỏ nào đó, dễ thương không? Dạ, dễ thương lại. Ừ. Ủa, vậy không phải hai người... Bé lì ghen à. Ơi quỷ ơi. Ủa đâu đâu hả? Đi vậy nha. Nhà đâu? Nhà chú mà, nhà đó nhà chú. Trời ơi. Trời ơi, sáng nó té rồi kìa. Nè lại nói nghe nè. Tôi với ông Tuấn á là chi kỷ thôi, là bạn thân từ nhỏ lớn sao tới được với nhau được, biết không? Em biết một chuyện đâu. Em bậy em bạn hay chưa? Ê. Này mày gu tôi. Gu đó phải không? Gu của đó thì được tới luôn đi. Biết rồi kì. Đi. Đi. Tình công ý chắc luôn nè. Con lì nó ghen. À. Mà công nhận này lù khù giáp bé lì chạy. Đúng chú là dễ sợ. Con ra trời là con ra.